bản thân ai cũng đều có một cái niềm đam mê, và âm nhạc chính là bản thân là đam mê của Duy Ngọc, và nó đã theo Duy Ngọc từ những ngày còn bé. Và khi mà lên hồi cấp 3 và đại học á, thì mình sẽ nhận thức được cái điều rõ ràng hơn. Và đặc biệt là trong cái môi trường đại học, mình đã rất là may mắn khi mà là những cái nhân tố chính của cái đội gọi là đội văn nghệ của trường Đại học Hàng hải Việt Nam. Thì khi đó là có mấy anh em chơi rất thân với nhau, và sau này thì tất cả năm đứa lúc đó là rất là yêu hát, rất là yêu muốn lập cái nhóm acoustic. Và từ đó là đã có sự xuất hiện của The Wings với một phiên bản là toàn các cậu sinh viên. Khi xưa ngây thơ dại khờ, tôi hay chơi bay mình ngu si, rằng không biết làm gì, không biết cần chi, không biết mình là ai. The Wings có 5 người. Khi mà đi thi X Factor thì The Wings chỉ còn 3 người. Và thực ra trải qua thời gian vừa rồi thì cũng rất là khó khăn với The Wings. Tại vì có một cái sự thay đổi khác, đó là bạn Thắng trong The Wings cũng phải dành thời gian quyết định để đi du học. Thực sự là chỉ còn mình và Thịnh gọi là The Wings. Thực sự rất buồn. Và nếu mà để thời điểm quay cái chương trình này thì là sau một ngày, tức là ngày hôm qua, là ngày Thắng chính thức bay sang Canada để du học. Thì có lẽ ngày hôm nay cũng là ngày rất là đặc biệt vì mình được chia sẻ những cái điều này ở đây. Tại vì khi mà ngày hôm qua Thắng bay đi thì tất cả mọi người đều rất là buồn và rất là nhớ những khoảng thời gian anh em mình cùng sinh hoạt cùng nhau. Vì ta còn sáng, vì ta còn hát lên, vì ta còn viết lên bao điều trong lòng tôi. Từ xưa đến giờ bọn mình rất rất thích gọi là chinh phục. Khi mà The Wings quyết định vào trong Sài Gòn này thì bọn mình phải ở cái nhà chỉ có 20 m², một cái phòng 20 m², và anh em thương nhau rất là nhiều. Mình có đặt ra nguyên tắc là đứa nào mà xin phép mọi người, tại vì rất là thân, cho nên là cứ trêu bọn nó là đứa nào mà nói với bố mẹ là mẹ ơi con khổ lắm, bố ơi con khổ lắm, hay là hôm nay ít việc lắm thì họ chọn trai, thì điều đó là không nên. Bọn mình nên tự nếm trải những điều như vậy. Và bởi vì sao bọn mình vẫn tiếp tục làm The Wings là bởi vì nó khó. Và thực sự nhóm nhạc bây giờ rất khó phát triển. Và cũng như tất cả nhóm nhạc khác, các bạn ấy cũng làm, các bạn cũng muốn chinh phục, thì bọn mình cũng vậy. Bọn mình muốn trở thành một nhóm nhạc ở thị trường Việt Nam, đánh giá một thị trường rất khó. Có thể tồn tại một nhóm nhạc rất khó mở show nhóm nhạc, bởi vì nhóm nhạc rất đông thành viên, nói thẳng ra là như vậy. Nhưng mà bọn mình và cùng với các bạn đang làm nhóm nhạc sẽ phá tan những cái điều như vậy và sẽ thực hiện được những cái hứa hẹn trong tương lai. Thứ nhất, ít ra là cho âm nhạc của Việt Nam, nhóm nhạc. Giờ đây là lúc con tim này được hát lên. Giờ đây là lúc tôi đang được là chính tôi. Dù cho ngày tháng còn đó những trong gai, ai biết được tôi vẫn đi về phía trước. Thì thực sự là nói là để nhóm nhạc hiện tại ở Việt Nam á, đó là một bài toán khó cho tất cả các nhóm nhạc. Tại vì các bạn đang ở trong một môi trường nó đang chuyển giao, bạn đang mới bắt đầu được tiếp cận với những cái gì gọi là tiên tiến trong giải trí của thế giới, hoặc cũng như là kỹ thuật về technique, về thanh nhạc hay cái gì của thế giới. Thì mình nghĩ rằng nó cũng rất là khó khăn để phát triển. Tuy nhiên là mình có thể quan sát thấy những nhóm nhạc hiện tại đang tồn tại và đang gần với khán giả giới trẻ đều là những nhóm nhạc rất là tiềm năng và tài năng. Các bạn tuy là trẻ nhưng mà các bạn rất là văn minh, và thực sự là mình thấy là cũng, bản thân mình cũng là hoạt động nhóm nhạc, cũng phải học tập các bạn rất là nhiều về cái độ trẻ trung và độ bắt kịp xu hướng. Dù cho ngày tháng còn đó những trong gai, ai biết được tôi vẫn đi về phía trước.